Ban tổ chức Đại hội Văn bút quốc tế lần thứ 88 sẽ dành một chiếc ghế trống vinh danh nhà hoạt động, nhà báo tác giả Phạm Đoan Trang, người đang thụ án 9 năm tù tại Việt Nam. Trong kỳ đại hội thường niên sắp diễn ra tại Uppsala ở Thụy Điển, từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, Văn bút quốc tế hay PEN International có mời bà Trang tham dự, nhưng vì bà đang bị giam cầm nên tổ chức này sắp xếp một chiếc ghế trống, đồng thời tiếp tục vận động để chính quyền Việt Nam phóng thích bà. Chúng tôi tin rằng việc bỏ tù bà Phạm Đoan Trang là một hành động trả đũa nhằm mục đích bịt miệng và trừng phạt bà vì những việc bà đã làm cho nhân quyền và tự do ngôn luận, cũng như nói ra những sự thật gây khó chịu. Bà Sabrina Tucci, giám đốc chiến dịch và truyền thông của Văn Bút Quốc tế cho VOA biết qua email. PEN International, tổ chức có lịch sử hơn 100 tuổi với hơn 140 trung tâm thành viên trên khắp thế giới, nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Trang, cùng với tất cả những người bị giam giữ vô cớ vì lên tiếng ôn hòa ở Việt Nam. Bà Trang, một trong những nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhất của Việt Nam, bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước, một cáo buộc thường được sử dụng để bỏ tù các nhà văn bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền. Một tòa án phúc thẩm ở Hà Nội tuyên y án 9 năm tù đối với bà vào tháng trước. Tổ chức văn bút quốc tế có trụ sở ở London của Anh ngoài việc nhắm các mục tiêu như nhấn mạnh vai trò của văn học trong việc phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và hiểu biết văn hóa thế giới còn đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và hành động như là một tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho các nhà văn bị sách nhiễu bị cầm tù